Ok anh em hôm nay mình sẽ đến với một nội dung mà nó cũ mà nó cũng khá là mới Tại vì ngày xưa mình từng làm về card rồi nhưng mà nó không có quá là kỹ Thì hôm nay mình làm lại clip này tại vì là dạo này có rất là nhiều người mới vào Mình không biết là bên ngoài ra sao nhưng mà Discord mình dạo này rất là nhiều người mới vào Hỏi xem là nâng như nào, chơi như nào Thì đây sẽ là cái một trong những bước đầu tiên mà mọi người phải nhắm đến Đó là build một bộ card thật là hẳn hoi Mình làm clip này để mà khi mà mọi người và mọi người có thể xem luôn bộ card trông nó như nào và không phải đi hỏi từng câu một nữa nó rất là mệt và những người trong discord cũng vậy bắt họ họ phải trả lời đi trả lời lại những câu y xì nhau nó sẽ khá là kiểu chán á ok thì đây sẽ là bộ card đó. đầu tiên mình sẽ sửa lại một đống mình sẽ làm lại một đống những clip ngày xưa của mình như là cách đưa nhân vật card dùng rồi craft card như nào premium card ra sao thì clip này mình sẽ làm về bộ card ban đầu sau đó mình sẽ làm về bộ premium card sau nhưng mà cái này mình sẽ làm một clip khác Ok, thì đầu tiên khi đi vào đây mình sẽ thấy đây là mình một số yêu cầu mình phải có này Đầu tiên, đầu tiên nhiều quá Đó là phải có ít nhất 30% Ignore Defense và 30% Cool Down Reduction Ignore Defense là sao khi mà nhân vật của mình nó được build max lên á Nó sẽ có 50% Ignore Defense Thì khi mà card của mình có khoảng 30% trở lên thì ở bên trong từ những cái kiểu alliance xong rồi hay là mình tự build này nọ lên nó sẽ bù lại vào nhau để mà có được 50% ignore defense cần thiết ví dụ khi mọi người xem ở đây đây là cái của mình nó hơi bé một tí nhưng mà thông cảm đó thì ở đây sẽ có là 50% ignore defense đấy không đó và Kunda cũng như vậy là 50% Ignore Defense ở đây nó là giảm cái phòng thủ của tức là bơ đi phòng thủ của đối phương và nó rất rất là quan trọng một trong những chỉ số quan trọng nhất của cái game này tương tự như vậy thì Kunda Reduction cũng như thế 30% mọi người sẽ lấy khoảng hơn 30% ít nhất nha là 30% từ card sau đó mọi người sẽ có từ những chỉ số khác ví dụ như là Uru để mình mở lại cái kia Ví dụ như là mình có thể lấy từ chỗ này chẳng hạn Đây chỗ này có thể kiếm no defense ở đây này Mình có thể xoay sang uh, uh, cooldown gì đấy đúng không Đó Hoặc là mình có thể lắp thêm từ Uru Ví dụ như là bên này Những ví dụ cái này của mình có cooldown này Đó Hay là Uru nào không có đây Cái này có dodge hoặc gì. Tất cả những cái chỉ số quan trọng đó, mình có thể bù được bằng những cái khác Nhưng mà đầu tiên mình sẽ cần đó là ở bên card trước đúng chưa Rồi Ừ, số 2 là mình phải có tức là sau khi mình có 30% defense và 30% cooldown này rồi, mình sẽ bắt đầu nhắm đến những cái chỉ số khác, ví dụ như là attack tức là chỉ số chỉ số tấn công bao gồm là tấn công tất cả tấn công là all attack hoặc là tấn công vật lý hoặc tấn công năng lượng là physical hay là energy attack. Sau đó mình sẽ nhắm đến crit rate, crit damage, dodge và attack speed thì những cái này càng cao càng tốt. Crit Rate cần cao tại vì đặc biệt những cái anh nhân vật nào mà phải yêu sử dụng uh, CTP of Rage này, đó. hay Crit Damage thì uh, tương tự như vậy, Dodge đi các thứ đó. Và sau cùng khi mà mọi người có đủ đất, tất cả những cái đấy rồi, thực ra thực ra là cái số 2 và số 3 này sẽ có thể build cùng nhau luôn. Đó là mọi người sẽ nhắm đến là 25% phần trăm Pierce thì mọi người sẽ cần đến đọc đến xem là Craft Card như thế nào. Uh, mọi người mình đã có clip rồi, mọi người có thể quay lại xem cái đó. OK. Thì đây sẽ là bộ card ban đầu của mình. Đây là tất cả những cái card bình thường mà mình thấy là ngon. Thực ra anh em không cần đến tất cả những cái này, chỉ cần đây là Nass 1 2 3 4 5 6 7 cái này là đã đủ sai rồi. Mình mình đã kiểu highlight ở đây để mọi người thấy nó đặc biệt hơn bình thường một chút. Tại vì là nó vừa dễ và vừa ngon cho mọi người khi mà mới chơi á chỉ cần sử dụng những cái này thôi là ok rồi. Thì Bộ card ban đầu của mình chỉ cần chủ yếu tập trung vào Build Ignore Defense và Cooldown Reduction Ok, thì mình cũng đã highlight màu đỏ nhất tất cả những cái chữ nào có Cooldown hoặc Ignore Defense ở đây Thì khi mà chơi á, anh em sẽ cần phải Khi mà ra một cái card á, mọi người sẽ cần phải xoay cái card đấy để mà nó ra chỉ số đẹp hơn Thì cái chỉ số đấy có thể xoay khi mà mình lên 6 sao, màu đỏ như này Và khi lên 6 sao như vậy, mình sẽ bắt đầu xoay được để mình thử Xem sao Đợi chút mình sẽ lôi cái này ra tiếp nó khá là vất giải Ok, giả sử mình có một cái card Loki như thế này đúng không? Và mình muốn Giả sử đây là mình có chỉ số đầu tiên là ở Rách ngon này, cooldown này này Hai cái chỉ số ban đầu của nó là là hai chỉ số không thể thay đổi được Thì nó cũng sẽ ở đây Là hai chỉ số ban đầu này, tất cả những cái này đều là không thay đổi được và cái Loki này thì có attack và cùng đảo ở đây rất 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 là ngon rồi sau đó thì mọi người sẽ xem đến những chỉ số sẽ xem đến những chỉ số tiếp theo ví dụ cái số 3 này ignore defense quá tuyệt vời luôn cái này dùng được luôn đúng không crowd control time thì cái này mình có thể thay bằng cái physical attack hoặc là cái thứ ba này thì nó có thể là ngon không có cái ngon ok và cái cuối này là great rate great ngon rồi hoặc là có thể thay sang Uh, energy hoặc là physical attack thì tất cả những chỉ số ngon nào mà tốt nhất tốt nhất ấy, mình đã ghi ở đây rồi nó là No defense này physical attack này và attack hoặc là crit rate Sida thì mình sẽ ghi là không cần đó nhưng khi mới chơi mọi người đừng có combine quá là nhiều quên mất mình đang định bảo combine thì khi mà mọi người đừng combine quá là nhiều tại vì là khi mà mới chơi á mọi người không có nhiều card để mà xài cho nên là giả sửa nick này cái này thì chẳng hạn Mặc dù nó là số 1 nhưng mà nó có down nó có ignore defense và nó có crit-crit ở đây. Thì đối với một người mới tinh như vậy đã là ngon rồi. Giả sử ở đây nó không có ignore defense đi. Thì mọi người có thể ấn vào combine ở đây. Và sử dụng một cái thẻ 6 sao khác. Không bao giờ sử dụng card premium này nha. Card uh, premium tức là cao cấp đó, là nó sẽ lấp lại như này này. Đó thì không được sử dụng mà phải dùng những cái card tương tự như này để xoay. Đến khi nào mà mình ra một chỉ số mình mong muốn nhắc lại là không xoay nhiều tại vì là nick mới không có nhiều card để mà xoay đó thì một bộ card sẽ bao gồm một bộ card sẽ bao gồm có năm cái thẻ như thế này đây là sử năm thẻ như thế này người mới thì sẽ là năm thẻ đơn giản nhất thì mình khuyên là anh em cứ lấy năm trong bảy số thẻ này nếu mà có những thẻ xung quanh này cũng được miễn là cooldown và ignore defense của mình cộng lại mỗi cái là phải ít nhất là 30%, sau đó mất khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mọi người chơi GBR này nọ sẽ có những cái thẻ premium này thì lúc đấy hãng thay vào sau ok thì trong số này là những cái thẻ mà mình thấy là dễ kiếm nhất à, và đầu tiên là những thẻ này là dễ kiếm nhất này bên này thì đằng sau có những thẻ gọi là semi premium tức là nó gọi là bán chuyên tức tại vì là những cái thẻ như này thì nó sẽ không thể nào kiếm một cách bình thường được một là phải chơi co op hai là phải mua các thứ các thứ nhưng mà những thẻ này rất là ngon nếu mà được thì sẽ rất là tốt nhưng mà mình sẽ không có highlight, không có làm nổi ở đây tại vì là nó hơi khó kiếm một chút. Giả sử như thẻ so này đi, energy, energy, attack, ignore defense, cool down. Ở đây thì có cả attack, crit rate, dodge, crit damage và attack tiếp. Rất là ngon luôn, ngày xưa mình có thẻ này số 7 cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà đó, ok, mình nghĩ là như vậy khá là ok để mọi người sử dụng cho cái bộ thẻ đầu tiên rồi. Nhớ lại nha, dùng những thẻ này. Chủ yếu là tập trung vào 30% Ignore Defense và 30% Cooldown. Um, ai có ý kiến gì hoặc là thiếu sót gì có thể comment cho mình biết tất cả những cái này có thể tìm được ở trong cái phần trong phần mô tả của kênh của mình thank you bye bye.